Hôm nay biết được là hợp lại cái gì chứ bông lúc đó à, để có làm cái gì ghi tên tôi à, ghi số điện thoại ghi số điện thoại tôi lại địa chỉ xong rồi đó không có được một tờ chứ ai mà làm anh em mình lưu lạc như vậy lắm rồi bây giờ mới gặp nhau hơn ngàn lắm anh gọi cái ngàn lắm cái đã tí là cứ đưa cái số cứ thả cái gì là nó kích nó không có thể dạ chiều nay gặp chị gặp đồ cũng thôi ok rồi 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 anh này ở rồi đây chỉ có rồi 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 rồi